Alo, xin chào anh em. Lại là mình đây, mình là Minh Khai đến từ Coin68. Thì tình hình diễn biến trong những ngày qua đối với thị trường tiền mã hóa nó rất là thú vị. Và hôm nay mình đã xuất hiện trong video này để mang đến cho anh em những cái thông tin mình phải cập nhật trong những ngày qua như thế nào nhé. Ok, mình cùng vào video thôi. Đây, thì đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em là vào ngày hôm qua thì trong cái báo cáo tài chính quý 2 của mình đó, thì Tesla họ đã có rồi và họ đã công bố là trong cái quý 2 của mình thì họ đã chịu lỗ khoảng là 23 triệu USD trong cái khoản đầu tư Bitcoin của mình. Vậy thì cái thông tin này nó có ảnh hưởng gì đến thị trường hay không? Thì mình xin giải thích cho anh em là không nha. Tại vì là cái khoản lỗ mà Tesla phải chịu trong cái khoản đầu tư Bitcoin của mình trong quý 2 á, thì đây là một cái thuộc về cái phạm trù nguyên lý kế toán trong một doanh nghiệp thôi. Thì tại vì là khi mà Tesla họ đầu tư vào Bitcoin á, thì Bitcoin được cho là một cái tài sản vô hình trong cái khoản đầu tư này. Cái tài sản vô hình trong cái khoản đầu tư này nghĩa là sao? Tức là những cái khoản lời khi mà Bitcoin lên giá thì Tesla không được ghi vào cái báo cáo của mình. Và khi mà nhưng mà đối với cái khoản Bitcoin khi mà nó giảm giá thì họ phải chấp nhận, họ ghi vào cái báo cáo của mình và ghi vào cái bảng cân đối kế toán của mình. Vì vậy nên là cái khoản lỗ này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường hết. Và một cái sự kiện chính mà mình muốn đưa đến cho anh em trong ngày hôm nay đó chính là sao? Chính là những gì mà Elon Musk ông đã nói ở trong cái buổi thảo luận The Big Word được tổ chức vào tuần trước. Và cái điều đó nó tác động tới giá Bitcoin ra sao, cũng như là một cái bức tranh mà mình muốn chia sẻ cho anh em, mà có lẽ rằng là mình nghĩ rằng là đa số hỏi anh em đều đều bỏ qua cái bức tranh này. Thì đầu tiên chúng ta hãy đến đến cái sự kiện The Big Word. Elon Musk ông đã nói gì ha? Thì cái sự kiện này á, Elon Musk ông đã nói rằng là vào thời điểm hiện tại thì ông vẫn giữ Bitcoin ngoài cổ phiếu của Tesla. Thì ông giữ Bitcoin nè, ông giữ Ethereum và thậm chí là Dogecoin. Và không chỉ riêng Elon Musk giữ những cái khoản đầu tư về Bitcoin, mà ngay cả chính Tesla cũng như là SpaceX, là hai công ty của Elon Musk cũng đã đều giữ những cái khoản đầu tư Bitcoin này đó. Và một thông tin khá là thú vị rằng là khi mà được hỏi về là liệu Tesla có chấp nhận lại thanh toán bằng 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 Bitcoin hay không, thì ông đã trả lời rằng là nếu mà Bitcoin được khai thác bằng những năng lượng tổng hợp bền vững, những năng lượng xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường trên mức 50% thì Tesla sẽ sẵn sàng chấp nhận lại Bitcoin đó. Và cái điểm thú vị này nó lại khiến mình phải chia sẻ thông tin này đến lập tức ngay cho anh em. Tức là sao? Là hầu hết nhiều người đã bỏ qua vào cái sự kiện vào tháng 5 vừa rồi, tháng 6 vừa rồi. Đó, tức là mình sẽ thu nhỏ cái này lại ha. Ok, mình sẽ thu nhỏ cái này lại để cho anh em có thể dễ dàng nhìn cái biểu đồ này. Đây, thì cái Bitcoin Mining Council này á, đây là một cái hiệp hội, một cái hội đồng khai thác Bitcoin ở Bắc Mỹ. Và nếu anh em nào chú ý á, là khi mà Elon Musk ông tuyên bố rằng là Tesla sẽ không chấp nhận lại Bitcoin, sẽ không chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, thì cái sự kiện ngay sau đó ông đã làm gì? Ông đã rất ủng hộ những cái tổ chức khai thác Bitcoin bằng năng lượng sạch. Thì vào thời điểm đó thì ông có gặp những cái người, những cái tên tuổi cộng cán như là Michael Saylor của MicroStrategy hay là quỹ Galaxy Digital đó. Thì những cái người đó họ đã gặp Elon Musk để họ thảo luận rằng là cái phương pháp nào, cái cách thức nào để chúng ta có thể triển khai để đưa Bitcoin, là cái vấn đề khai thác Bitcoin, là một cái tầm cao mới là khai thác bằng năng lượng xanh đó. Thì từ đó tổ chức này đã được thành lập, đây là hiệp hội tổ chức đào Bitcoin ở Bắc Mỹ anh em. Thì cái sự kiện đó cũng có mặt của Elon Musk, mặc dù sau này khi mà cái hội đồng này được thành lập rồi thì hội đồng này cũng đã tuyên bố rằng là Elon Musk đã không còn dính dáng gì tới hội đồng nữa. Nhưng cái điểm chính mình muốn nói ở đây tức là báo cáo này đã được hội đồng đưa ra, và đây là báo cáo quý 2 để đưa ra cái thực trạng khai thác Bitcoin trên toàn cầu nó như thế nào. Thì dựa vào biểu đồ này anh em có thể thấy được rằng là hai cái biểu đồ chính mình muốn gửi đến cho anh em. Đây, tức là đây là một cái hiệu suất khai thác dựa trên mạng Bitcoin, nó đã tăng trưởng từ quý 1 đến quý 2 là 15% ha anh em. Đây,
Và cái điểm mấu chốt ở đây tức là khai thác bằng năng lượng xanh, sạch và những nguồn năng lượng nó không gây ô nhiễm môi trường như như là nguồn năng lượng của carbon bằng than đó, thì nó đã tăng 52,2% từ quý 1 đến quý 2 đó. Đây là cái bản báo cáo mà Economic Council đã đưa ra vào quý 2 ha, họ tổng hợp lại tất cả những cái thực trạng đang khai thác ở trên toàn cầu như thế nào. Và chúng ta đi đến một cái biểu đồ tiếp theo, tức là việc khai thác Bitcoin trên toàn cầu so với mức độ sử dụng năng lượng ở các quốc gia như là ở EU nè, châu Âu nè, ở Đức, ở Mỹ, ở Hàn Quốc, ở Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nó là có một cái bước tiến triển như thế nào. Thì cái con số mà họ đưa ra là 56% và 67,6%, tức là cái thực trạng khai thác Bitcoin nó đang dần nó chuyển mình từ vấn đề là trước đây khai thác bằng carbon, khai thác bằng than đó, khai thác bằng những nguồn năng lượng mà nó gây ô nhiễm môi trường, thì bây giờ nó đã dần dần chuyển mình sang khai thác năng lượng sạch đó. Mặc dù những con số này đưa ra là rất là cao, nhưng mà mình nghĩ rằng là trên thực tế vẫn đang trong giai đoạn chuyển mình và giai đoạn khởi đầu mà thôi, nên đây cũng là một cái thành tựu, một cái tiền đề để chúng ta có thể hướng đến trong tương lai. Và chúng ta đi đến một cái biểu đồ tiếp theo, tức là việc sử dụng năng lượng khai thác Bitcoin trên toàn cầu so với việc sử dụng năng lượng trên toàn cầu ở nhiều ngành nghề khác khác nhau nó như thế nào. Thì họ cũng đã đưa ra được rằng là cái tỷ lệ khai thác Bitcoin trên toàn cầu nó chỉ chiếm là 0,1% tỷ lệ năng lượng sử dụng năng lượng khai thác trên toàn cầu đó. Và cái lượng thải năng lượng trên toàn cầu được thải ra thì Bitcoin nó chỉ chiếm là 0,4% mà thôi. Thì đây là một cái bức tranh thú vị mà mình muốn mang đến cho anh em, là tại sao nó lại liên quan đến Elon Musk đúng không? Tại vì những con số mình đưa ra cho anh em vừa nãy là 67,6%, 56% và những mức tiêu thụ của nó đã được giảm đáng kể, như là 0,1% năng lượng được sản xuất trên toàn cầu cũng như là lượng khí thải chỉ chiếm 0,4% mà thôi, thì nó hoàn toàn phù hợp với con số 50% mà Elon Musk đưa ra. Tức là ông tuyên bố là Tesla sẽ chấp nhận ở Bitcoin khi mà vấn đề khai thác toàn cầu đối với nguồn năng lượng xanh sạch đẹp với Bitcoin đạt ngưỡng 50% trở lên. Vậy thì có phải là những cái báo cáo của Bitcoin Mining Council vừa rồi nó hoàn toàn đi đúng hướng hay không? Anh em có thể thấy một cái sự trùng hợp ở đây, tức là xét về mặt dài hạn, khi mà những con số thực tế dần dần nó tăng lên và nó gây được một cái niềm tin lớn đối với cộng đồng rằng là Bitcoin đã dần chuyển mình rồi, thì có lẽ là tương lai dành cho Tesla và Bitcoin sẽ chắc chắn được tái hợp một lần nữa, và điều đó nó sẽ gây một cái ảnh hưởng, một cái tác động giá rất là lớn đối với Bitcoin trong tương lai. Ok anh em, vậy thì mình sẽ đi đến một cái câu chuyện tiếp theo mà được anh em rất mong đợi trong tuần này, đó chính là về Amazon. Amazon thì anh em có thể thấy được là ngay khi Bitcoin tăng trưởng trong vài ngày qua thì cũng do một phần ảnh hưởng bởi tin tức này, tức là nhiều nguồn tin đưa ra là sau khi Amazon họ đăng tin họ muốn tuyển dụng một số vị trí dành cho blockchain, dành cho những người am hiểu về tiền mã hóa chẳng hạn, thì đã có nhiều nguồn tin họ đưa ra rằng là Amazon có lẽ sẽ chấp nhận thanh toán Bitcoin trong năm nay. Nhưng vào ngày hôm qua đó thì bên phía người phát ngôn của Amazon, ông lại phủ nhận, bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Thì đây là một cái điều khiến mình không chú ý bằng trong cái tin tức này. Việc phủ nhận, ok, mình sẽ đồng ý với việc là Amazon họ đã phủ nhận thông tin này, nhưng điểm khiến mình chú ý và mình muốn gửi đến cho anh em, tức là đằng sau sự phủ nhận đó thì họ lại nói rằng là tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về Bitcoin, sẽ tiếp tục nghiên cứu về crypto, về tiền mã hóa để đưa ra những cái chính sách, đưa ra những cái chiến lược phù hợp nhất dành cho khách hàng của chính mình. Và điều này khiến mình nhớ lại rằng là một câu nói của một người anh ở trong cộng đồng crypto đã chia sẻ đến cho cộng đồng rằng là, và câu nói này mình rất là tâm đắc, là đừng tin những gì họ nói và hãy nhìn vào những gì họ làm đó. Và điều này đã thôi thúc mình đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh hơn đến cho anh em về ba gã ngân hàng khổng lồ đầu tư của tài chính Hoa Kỳ. Họ đã đi theo đúng cái hướng đó, và dường như là cái lập luận, những cái câu nói đó của người anh đó đến tới mình nó hoàn toàn đúng vào cái thời điểm này. Thì đây là một cái bức tranh mà mình muốn đưa đến cho anh em, tức là ba gã khổng lồ anh em có thể thấy trên màn hình của mình, tức là về JP Morgan, về Goldman Sachs và Morgan Stanley. Thì ba ông này trong quá khứ đã từng hoàn toàn phủ nhận Bitcoin, và thậm chí là đã có những cái ngôn từ đả kích Bitcoin như là Bitcoin là một thị trường rất là rủi ro, một tài sản dễ bay hơi, và chúng tôi hoàn toàn sẽ không có liên can gì đến Bitcoin cả, chứ chưa nói đến việc chúng tôi tham gia vào cung cấp cho khách hàng của mình những cái phương pháp để đầu tư vào Bitcoin.
thậm chí hoặc những tổ chức sẽ tiếp xúc vào Bitcoin. Nhưng vào năm 2021 thì anh em có thể thấy ba gã khổng lồ này đã có những cái bước tiến lớn như thế nào so với những gì họ đã nói trong quá khứ. Đây, JP Morgan vào ngày 24 tháng 6 được kích hoạt đầu tiên khi mà ông lớn này đã cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin của mình. Và trong những tháng gần đây thì JP Morgan lại tiếp tục ủng hộ Ethereum nữa, và thậm chí bắt tay với UBS, đó một ngân hàng lớn hàng đầu của Thụy Sĩ, để có thể mở rộng chiến dịch nghiên cứu về crypto, về blockchain và áp dụng Bitcoin một cách rộng rãi hơn, cũng như là đưa ra những cái chính sách tuyển dụng những nhân tài về blockchain, về công nghệ về cho mình để có thể nghiên cứu sâu hơn về cái lĩnh vực này, thậm chí là phát triển đồng tiền mã hóa riêng của JP Morgan. Đây, và chúng ta đến tiếp đến một nhân vật thứ hai, chính là về Goldman Sachs. Thì anh em nào tham gia thị trường tiền mã hóa đã lâu á, thì vào năm 2018 thì Goldman Sachs đã tuyên bố là chúng tôi sẽ hoàn toàn không liên can gì đến Bitcoin nữa, tạm dừng tất cả những hoạt động giao dịch đến Bitcoin. Nhưng anh em có thể thấy rằng là 3 năm sau, đây vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, thì Goldman Sachs đã khởi động lại, đã tái khởi động lại những cái bàn giao dịch, những cái dịch vụ giao dịch Bitcoin của mình. Và không dừng lại ở đó, Goldman Sachs thậm chí còn cung cấp những sản phẩm phái sinh dành cho Bitcoin, cung cấp các tùy chọn dành cho Ethereum. Và mới đây thôi, vào ngày hôm qua đó anh em, thì họ đã bất ngờ họ đăng ký một quỹ DeFi ETF lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Đó. Và nhân vật thứ ba mình muốn đề cập đó chính là Morgan Stanley. Thì ông lớn thứ ba này cũng đã cung cấp quyền đầu tư cho Bitcoin vào khoảng thời gian trùng lập với hai ông trước đây. Thậm chí ông còn mở rộng ra thêm là đối với hàng chục quỹ đầu tư ông liên kết lại để có thể mở rộng cái phạm vi giao dịch Bitcoin của mình. Đó. Và hàng chục quỹ đầu tư này có đủ tham vọng của Morgan Stanley hay không? Thì vào ngày 16 tháng 6 thì ông lại mở rộng thêm các tùy chọn dành cho các quỹ này nữa. Đây, và sự kiện chính trong vài tuần qua mình có đề cập đến anh em, đó chính là GBTC được mở khóa, thì đột nhiên Morgan Stanley cũng đã công bố rằng là ông là một trong những nhân vật cộng cán đang nắm giữ rất nhiều cổ phiếu GBTC vào ngày 29 tháng 6 đây. Đó, thì liệu bức tranh Amazon, cái tin mà họ nói là họ phủ nhận chấp nhận thanh toán Bitcoin, có lẽ nó sẽ đúng ở trong thời điểm này, nhưng 1 tháng sau, 2 tháng sau, nó có đúng không, nó có đúng không, thì điều này chúng ta cũng phải quan sát. Và đối với cá nhân mình thì trong một tương lai dài hoặc thậm chí trong một tương lai ngắn, tầm khoảng 2 3 tháng sắp tới thôi, thì chúng ta sẽ có được sự bất ngờ tại Amazon. Tại sao mình lại có một quan điểm như vậy? Tại vì nếu anh em xét trên một phương diện gọi là những cái công ty hàng đầu, những cái công ty cạnh tranh hàng đầu đối với Amazon, thứ nhất là về lĩnh vực là những công ty cung cấp bên thứ ba đi ha, thì chính là eBay. Thì tầm khoảng tháng 4, tháng 5 thì eBay họ đã công bố rằng là họ sẽ bán NFT trên nền tảng của họ đó, và họ cũng đã nói rằng là chúng tôi thực sự nghiêm túc khi mà xem xét việc là chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Đó, đó là một trong những đối thủ cạnh tranh vào bên thứ ba của Amazon. Thì liệu Amazon có chấp nhận để mất một tệp khách hàng như vậy, có chấp nhận để mất một cái miếng bánh ngon như vậy trước một đối thủ cạnh tranh như eBay hay không? Ok, và đối với những cửa hàng bán trực tuyến mà mình hay gọi là những cửa hàng bán vật lý, tại vì Amazon là một tập đoàn rất là lớn, họ kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, thì là Walmart. Thì Walmart cũng đã bắt đầu bước vào cái lĩnh vực tiền mã hóa bằng cách họ sẽ nghiên cứu về Bitcoin như thế nào, bằng cách họ sẽ đưa Bitcoin đến khách hàng của họ như thế nào. Thì trước những cái sự cạnh tranh như vậy thì liệu Amazon có đứng yên được hay không, và liệu cái thông tin họ phủ nhận như vậy mình có thể tin hoàn toàn tuyệt đối vào hay không? Nó lại quay về cái câu nói trước của mình gửi đến em, tức là đừng tin những gì họ nói mà hãy xem xét những gì họ đã làm đi. Đó, thì cái điều này nó lại khiến cho mình một cái bài học cá nhân của mình về cái kinh nghiệm thực tế là như thế này. Thì trước đây mình sử dụng Grab và sau đó ra Baemin đúng không anh em? Thì khi mà mình qua Baemin á, thì Baemin họ không có cái cổng thanh toán bằng thẻ khi mà họ giao hàng, họ giao thức ăn cho mình. Nên vì vậy mình sẽ sẵn sàng mình từ bỏ Baemin luôn và mình chọn Grab. Thì anh em có thể thấy rằng là bây giờ Baemin đã có thanh toán bằng thẻ, thậm chí là dùng tiền thẻ nạp qua Baemin rồi sẽ sẵn sàng quẹt gì đó, và Grab họ đã ứng dụng cái đó ngay từ ban đầu rồi. Vậy thì trước những cái đối thủ cạnh tranh như vậy với Amazon trực tiếp như vậy về bên thứ ba, về bên vật lý thật, hoặc thậm chí là về bên những mảng khác họ đã dần dần họ tích hợp như vậy rồi, thì Amazon chắc chắn là mình nghĩ là sẽ không thể đứng yên được đó.
Vậy thì mình sẽ đi đến một cái bức tranh tiếp theo, tức là đây anh em có thể thấy đây là những tổ chức họ đã đầu tư vào Bitcoin, cũng có những tổ chức trước đây họ đã không có mặn mà gì với Bitcoin, nhưng hãy nhìn những gì họ làm đi. Đây mình sẽ sử dụng ba nguồn dữ liệu chính, tức là bitcointreasure.net nè, và Bitcoin Worldwide và Bybit ha. Đây thì anh em có thể thấy được rồi, đây nó liệt kê đầy đủ tất cả những công ty, tổ chức cũng như các quốc gia họ đã lưu trữ Bitcoin và trong các quỹ đầu tư của mình. Và một minh chứng nữa mình muốn quay ngược lại, tức là Elon Musk trước đây ông nói rằng là tôi không chấp, Tesla sẽ không chấp nhận Bitcoin, hay là sẽ không có lưu luyến gì với Bitcoin nữa, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của Bitcoin. Và ông nói rằng là Tesla vẫn chưa bán đồng Bitcoin nào, chỉ bán 10% thôi đó, nhưng đồng thời là ông sẽ không còn mặn mà gì với Bitcoin nữa. Thì anh em có thể thấy được rằng là cái sự kiện mà ông nói là ông không còn mặn mà gì với Bitcoin, mình có tin được hay không? Khi chúng ta nhìn vào cái bảng này thì Tesla vẫn đang nắm số lượng Bitcoin khá là lớn. Ở đây, đây, số lượng Bitcoin khá là lớn. Ở trên ba trang này nó đều biểu hiện một cái chỉ số như nhau. Và các quỹ thông tin tổ chức ấy, đến bây giờ họ đã nắm giữ khoảng là 7,023% trên số tổng 100% Bitcoin, 21 triệu Bitcoin. Đây là bao gồm những quốc gia, những quỹ thông tin tổ chức họ public ra ngoài, cũng giống như là những cái thông tin tổ chức cá nhân đơn lẻ ha anh em, và cũng như các quỹ ETF. Thì ba cái trang này nó đều đưa ra một cái chỉ số như nhau, 7,87%, 7,023%, và ở Bybit nó là 7,87%. Đây, hoàn toàn chính xác ha anh em. Và tiếp theo là mình sẽ nói đến một cái quan điểm cá nhân của mình đến cho anh em. Thì đây, để mình di chuyển qua đây, ok, để anh em thấy rõ hơn ha. Thì rất nhiều anh em lo sợ là cái sự kiện tuần trước ấy, khi mà giá Bitcoin nó rớt về khoảng là 28.000 đô. Đây, thì mình đã có chia sẻ trong video trước về cái sự kiện là Grayscale, cái sự kiện Grayscale nó sẽ ảnh hưởng gì tới giá của BTC. Thì trong video đó mình đã giải thích rằng là khi mà nó rớt về 28.800 đô, nó tương tự như ngày 26 tháng 6 rớt về khoảng 29.000 đô thôi. Và cái sự kiện ngày 26 tháng 6 khi mà nó rớt về khoảng 29.000 đô, nó đã vực dậy lên rất là mạnh mẽ ở vùng là 38.000 đô. Đây anh em, ngày 26 tháng 6, đây, 26 tháng 6, đây. Và vào cái khoảng này, thì nó vực dậy rất là mạnh mẽ lên khoảng là 38.000 đô. Vậy thì cái sự kiện này nó có liên quan gì đến hành động của Rescale, nó có liên quan gì đến hành động của các tổ chức? Thì mình đã giải thích ở video trước là vấn đề là Rescale á, họ mở khóa, họ unlock cái số lượng lớn GBTC như vậy, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường spot. Nhưng các cá mập họ đã quá thành công trong việc là họ áp đặt một cái tâm lý sợ hãi lên toàn bộ thị trường, khiến những nhà đầu tư lẻ họ bán tháo như vậy. Và anh em thấy ngay khi lập tức họ bán tháo như vậy thì đã có rất nhiều tổ chức họ đã sẵn sàng họ hứng mua ở cái giá đáy như vậy rồi, điển hình là ARK Investment, thậm chí và những tổ chức khác nữa đó. Vậy thì nó trả cho chúng ta một cái tín hiệu rằng là sau khi họ áp đặt một cái tâm lý là thị trường như vậy, khiến các nhà đầu tư xả cái mức như vậy, thì Bitcoin lập tức bật ngược trở lại và hiện tại là đang dậm ở vùng là 40.000 đô đấy anh em có thấy không? Vì vậy chúng ta phải rút ra một cái bài học quan trọng rằng là sự kiên nhẫn luôn là chìa khóa đó. Và những cái tín hiệu của các cá mập họ đưa ra thị trường như vậy, nó sẽ làm nhiễu cái nguồn thông tin của anh em, nó sẽ làm anh em cảm thấy lo sợ hơn, anh em cảm thấy bất an hơn để mà chúng ta xả ở cái vùng giá như thế này đó. Và ngay khi xả ở cái vùng giá như thế này thì rất nhiều người ở trong cộng đồng họ cho rằng là Bitcoin sẽ về khoảng là 20.000 đô, thậm chí là 15.000 đô. Nhưng tại sao mình lại nói là các cá mập đã rất là thành công? Tại vì khi nghi xả về vùng đáy này thì họ lại đưa ra những cái nguồn tin rằng là Grayscale sẽ cam kết 100% biến quỹ GBTC của mình thành ETF nè đó. Và ngay khi xả ở vùng giá đó thì sự kiện The Big Word lại xảy ra, ARK Investment họ mua ở cái mức giá đáy như vậy trước thềm sự kiện The Big Word, trước thềm sự kiện khi mà đi vào cuộc thảo luận với Elon Musk và Jack Dorsey. Đấy, anh em có thể thấy một cái bức tranh nó rõ ràng như vậy hay không? Và lập tức ngay sau đó, chỉ số Rescale Investment BTC Premium nó đã tăng
một cách rất là nhanh chóng khi trước cái thềm sự kiện đó thì nó rơi vào khoảng tầm là trừ 14, 13%, 16%, nhưng hiện tại nó đã leo lên mức gọi là 5%, 6%. Đây là một cái tín hiệu rất là khả quan cho chúng ta thấy được rằng là dòng tiền đang dần dần đổ ngược lại GBTC và thể hiện một cái niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức rằng là chúng tôi đã thực sự quay trở lại đây. Đó, vậy thì khi mà họ quay trở lại như vậy, đẩy mức, đẩy cái chỉ số này nó lên như vậy, đó, thì nó đưa ra cho chúng ta một cái nhìn nhận rằng là thị trường đã dần phục hồi rồi, các nhà đầu tư tổ chức đã có niềm tin trở lại vào Rescale GBTC, đã có niềm tin trở lại vào GBTC rồi, và phản ứng giá của Bitcoin nó cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng nhất là 40.000 đô đó. Và khi những nhà đầu tư họ đã xả ở mức này rồi và họ chấp nhận, họ thấy rằng Bitcoin tăng trưởng một cách đột biến như vậy thì họ sẽ quay trở lại thị trường, và điều này nó sẽ là tạo một cái hiệu ứng FOMO hơn nữa để có thể đẩy giá Bitcoin cao hơn nữa. Thì anh em thấy cái hành động giá của cá mập mình vừa phân tích không ạ? À? Đó, thì ok, vậy thì đó là cái bức tranh về những nguồn thông tin về hành động của cá mập. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một bức tranh rõ nét hơn về chỉ số on-chain của BTC đi ha. Thì chỉ số on-chain của BTC thì sentiment cho thấy rằng là ngay khi BTC được phục hồi mạnh mẽ trở lại thì những cái địa chỉ ví hoạt động của BTC đã đạt được mức cao nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây rồi. Đó, thì điều này cho thấy rằng là cái tín hiệu mà giá BTC phục hồi nó cũng sẽ kích thích cái sự giao dịch của các nhà đầu tư, cũng sẽ kích thích cái sự giao dịch của các địa chỉ ví hoạt động mạnh mẽ và tương tác trở lại. Thì đây là điều rất là tốt, tại vì khi mà các địa chỉ ví hoạt động mạnh mẽ trở lại thì nó sẽ kích thích được cái khối lượng giao dịch cũng như là kích thích được những cái transaction như vậy, thì điều này nó sẽ làm thị trường càng ngày càng hưng phấn hơn nữa nha anh em. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến tới một cái dữ liệu khác của CryptoQuant, tức là về dòng chảy của BTC trên các sàn giao dịch ra sao. Thì anh em mới thấy được rằng là vào ngày 17 tháng 7 nè, đó, ngay đúng cái sự kiện Unlock GBTC của Rescale luôn. Đây, thì cái lượng BTC trước cái nguồn thông tin nhiễu loạn này thì cái lượng BTC được đẩy lên sàn rất là cao, thậm chí là nó cao vượt trội hơn lượng được rút ra về các ví ở trên các sàn giao dịch. Nhưng sau thời điểm này, đây mình sẽ thu gọn lại cho anh em để cho anh em dễ xem. Sau thời điểm này thì anh em có thể thấy được rằng là lượng BTC được rút ra khỏi sàn giao dịch rất là nhiều, và đỉnh điểm là vào ngày 26 tháng 6 và ngày 27 tháng 7 thì số lượng BTC trên các sàn giao dịch vẫn đang được rút ra rất là nhiều, hoàn toàn vượt trội hơn so với lượng BTC được đẩy lên sàn. Đây là một tín hiệu cho thấy là lực mua của BTC vẫn đang còn rất là lớn nha anh em. Và một chỉ số khác mình muốn gửi đến cho anh em, tức là chỉ số BTC, số lượng BTC trên các sàn giao dịch nó đã di chuyển như thế nào. Đây, nó khác với hoàn toàn so với bức tranh từ ngày 19 tháng 5. Thì anh em thấy là khi mà giá của BTC á, cái đường màu đen này nè, giá của BTC bắt đầu sụp đổ thì lượng BTC được đẩy lên sàn rất là nhiều. Đó, được đẩy lên sàn rất là nhiều và lượng dự trữ BTC trên sàn cũng rất là nhiều luôn. Nhưng hiện tại khi BTC bắt đầu phục hồi, bắt đầu trở lại, bắt đầu cái giai đoạn tăng giá ngắn hạn của mình vào thời điểm hiện tại, thì lượng BTC trên các sàn giao dịch lại có dấu hiệu đi xuống. Đó, thì kết hợp giữa lượng BTC trên các sàn giao dịch cũng giống như là lượng BTC được rút ra như vậy, thì nó cho chúng ta một cái giai đoạn rằng là ở hiện tại mặc dù tăng giá, mặc dù BTC đang trong quá trình tăng giá, nhưng số lượng BTC được các nhà đầu tư rút ra khỏi, được các nhà đầu tư mua ở thời điểm hiện tại, nó vẫn đang rất là lớn và chúng ta vẫn chưa xuất hiện một cái áp lực bán nào cả. Tại vì khi mà xuất hiện một cái áp lực bán xả mạnh thì chắc chắn những cái chỉ số on-chain này, lượng BTC sẽ được đẩy lên sàn rất là cao. Nó tương tự như bức tranh vào khoảng tháng 5 rồi anh em, 19 tháng 5, bắt đầu một sự sụp đổ như vậy. Đó, thì đó là những dữ liệu on-chain mình muốn gửi đến cho anh em ha. Và đối với thị trường giao ngay như vậy thì khi mà giá của BTC tăng đột biến như vậy thì ở thị trường future nó đã có một cái hành động rất là thú vị mà mình muốn đưa đến cho anh em. Đây, mình sẽ future. Đây, anh em có thể thấy không? Khi mà BTC vào ngày 26 tháng 7
khi mà ở trên thị trường giao ngay á, giá của BTC tăng đột biến như vậy, thì ở thị trường future nó đã giật một cái râu khoảng 48.000 đô và thanh lý rất là nhiều anh em short ở thời điểm này. Và mình nhớ không nhầm là 900 triệu đô lệnh short đã bị thanh lý bởi cái râu nến như thế này. Và cái hình ảnh này nó lại làm mình muốn chia sẻ thêm cho anh em về cái hình ảnh chúng ta đã xảy ra vào khoảng tháng 3. Và nhân vật chính của chúng ta chính là Polkadot. Đây, vào khoảng ngày đây Polkadot vào khoảng tháng 3. Đây, ngày 6 tháng 3 anh em. Mình nhớ chắc chắn là ngày 6 tháng 3 luôn. Đó, thì anh em thấy là ngày 6 tháng 3 trên biểu đồ Polkadot ở trên thị trường future của sàn Binance thì nó đã không còn nữa rồi. Nhưng hình ảnh mình đã lưu giữ lại để đến ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em có thể thấy được không? Đây, mặc dù trên sàn họ đã xóa cái dữ liệu này rồi, nhưng mà ngày 6 tháng 3 Polkadot đã có một cú crash từ khoảng 33 đô về 0,2 đô. Và thời điểm đó mình cũng đã có làm một bài để cho anh em có thể theo dõi rằng là tại sao có crash này. Đó, thì bên phía sàn giao dịch Binance á, thì họ giải thích rằng là do một số người dùng họ nắm giữ một cái vị thế rất là lớn và họ đã đặt một cái lệnh dừng như vậy, và khi họ kích hoạt nó thì nó sẽ có một cái sự biến động giá rất là lớn, một cái sự đột ngột crash như vậy. Nhưng mà cái điều này nó không làm ảnh hưởng đến giá ở bên thị trường giao ngay, cũng giống như là không làm ảnh hưởng đến những cái vị thế nào khác của bất kỳ người dùng đang ở trên thị trường future. Nhưng dường như cái tuyên bố của Binance nó đã làm khiến người dùng phẫn nộ vào cái thời điểm này, khi có rất nhiều người dùng họ đã kiện Binance, họ nói rằng là chúng tôi cũng đã bị ảnh hưởng chứ, chúng tôi cũng đã bị một cái lệnh lỗi như vậy chứ, chẳng qua là chúng tôi dừng lại stop loss mà thôi. Thì dẫu cho những cái nhà giao dịch, những cái nhà đầu tư họ phản ánh là như vậy, nhưng mà cái kết quả họ chịu vẫn không được Binance giải quyết. Thì cùng lúc đó thì Binance họ cũng đã đưa ra một cái giải pháp để khắc phục rằng là họ cũng sẽ bổ sung thêm nhiều biện pháp thêm nữa để có thể ngăn chặn cái trường hợp này trong tương lai. Nhưng thực sự rằng vào ngày 6 tháng 3 đối với sự kiện Polkadot như vậy thì nó lại lập vào một hoàn cảnh tương tự đối với sự kiện ở bên thị trường BTC. Đấy anh em, sự kiện BTC khi mà nó giật một cái râu đến 48.000 đô như vậy. Đó, thì điều này nó rút ra cho anh em một cái kinh nghiệm rằng là vào cái thời điểm hiện tại là một thời điểm rất nhạy cảm bởi giá BTC. Nên mình cũng có một cái lời khuyên dành cho anh em rằng là chúng ta nên hạn chế giao dịch ở trên thị trường future để chúng ta có thể đảm bảo được cái nguồn tài chính của mình cũng giống như là cái nguồn vốn của mình để tránh khỏi những cái sự cố đáng tiếc sẽ xảy ra. Và chính vì những cái sự kiện như thế này á, thì bên sàn FTX họ cũng đã đón đầu được những cái rủi ro như vậy, và họ cũng đã đưa ra một cái chiến dịch để nhằm tối ưu cho người dùng hơn, đảm bảo cho người dùng hơn là họ sẽ đẩy đòn bẩy giao dịch của mình từ 100 xuống còn 20 thôi. Đó, thì ngay khi động thái này của FTX vừa tung ra thì bên phía sàn Binance họ cũng đã có một động thái tương tự, tức là họ cũng đã giảm những cái mức đòn bẩy của mình từ X125 xuống còn X20 mà thôi. Đó, vậy thì vào cái thời điểm này khi mà có một cú giật râu như vậy thì anh em có thể thấy là động thái của tất cả các sàn giao dịch là họ đã hoàn toàn giảm đòn bẩy của mình xuống. Đó, thì mình cũng sẽ sẵn sàng giới thiệu đến cho anh em là đối với riêng sàn FTX á, thì hiện tại là họ đang có một cái chiến dịch để có thể airdrop cho anh em. Thì nếu mà anh em nào quan tâm thì mình có thể mình đến với fanpage của Coin68 thì có một những hướng dẫn đầy đủ đến cho anh em để có thể tham gia vào sự kiện này. Rồi. Và ok, vậy thì chúng ta sẽ đi đến một cái bước cuối cùng, một cái thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em. Thì mình nhớ là vào cái video đầu tiên khi mà mình đưa đến cho anh em về bản tin cập nhật thị trường á, mình đã nói về cái làn sóng NFT như thế nào rồi. Đúng không? Vào ngày 24 tháng 6 khi mà Binance họ tung ra cái NFT market thì dường như là một quả bom xịt. Đó đã khiến anh em rất nhiều thất vọng và từ bỏ cái cuộc chơi này. Nhưng đột nhiên anh em có thể thấy rằng là khi mà AXS vào thời điểm mình làm video đó là tầm khoảng 13 đô thì AXS đã tiếp tục tăng trưởng một cách mạnh mẽ và đến bây giờ nó đã chạm ngưỡng là 47 đô rồi, thậm chí là cái đỉnh ngày hôm qua nó còn khoảng là 50 đô nữa cơ. Thì nó đã kéo theo một cái thị trường NFT như thế này, nó kéo đi lên tất cả, và thậm chí những cái mã NFT đã tăng đột biến như là X2, X3 trong
gần cả 2 tuần vừa qua rồi đó. Vậy thì một cái kinh nghiệm mình muốn đấy, mình muốn truyền tải đến cho anh em, tại vì là trước cái làn sóng này thì ngay cả chính bản thân mình cũng đã tham gia đầu tư vào cái làn sóng này, và cái mã mình cũng muốn chia sẻ một cách cụ thể cho anh em là cái mã altcoin mà mình đầu tư vào làn sóng này, đó chính là Chromia. Đây, Chromia. Thì đứng trước mình đầu tư vào Chromia vào khoảng đầu tháng 6, cuối tháng 5 đó, khi mà mình biết được cái thông tin là Binance sẽ sẵn sàng là ra mắt cái chợ NFT dành cho nền tảng của mình, thì mình đã đầu tư Chromia vào mức giá là khoảng 0,19 đô, và sau đó nó cứ đi dập dìu và có lúc nó đâm xuống thì mình sẽ đi sell thêm vào cái mức là mình khi mà mình đi sell rồi á, thì cái mức mà mình giữ Chromia thì nó rơi vào khoảng tổng giá trung bình là 0,15 đô. Thì khi mà sự kiện Binance NFT ra mắt á, thì nhiều người cho rằng đó là một quả bom xịt, nhưng đối với mình cái cơn sóng nó chưa tới đó. Thì anh em có thể thấy là cái kết quả khi mà AXS nó đã lead một cái cơn sóng như vậy, và tất cả những mã altcoin về từ NFT nó đã tăng trưởng một cách thần kỳ như vậy, và mình đã chốt Chromium ở mức giá là 0,41 đô, khoảng x 2,5 lần đó. Thì một cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cho anh em từ kinh nghiệm bản thân của mình, tức là trong một cái thị trường này nó sẽ có những cái flow, những cái dòng tiền, và nó sẽ có những cái trend đó. Anh em có thể thấy được rằng là vào khoảng là cuối năm 2020 thì nó là trend của DeFi khi được dẫn đầu bởi Uniswap, đúng không anh em? Nó đã tăng trưởng một cách rất là rất rất là mạnh mẽ như vậy. Đến tới đầu tháng 1 thì nó là trend của CoinTop. Đó, CoinTop là bao gồm những cái altcoin như là BNB, Ripple, XRP hay là ADA. Đó, nhưng cái sự phát triển của CoinTop nó đi đến tầm khoảng tháng 2 nó dừng lại để nó nhường sân chơi cho NFT vào khoảng tháng 3 tháng 4. Đó thì nó tăng rất là mạnh cái khoản NFT vào thời điểm đó, và sau khi NFT tăng xong thì nó lại tới một trend gì tiếp ạ? Nó lại tới một trend gọi là coin sàn, tức là về mã như là BNB, HT, KuCoin, KCS chẳng hạn. Sau đó dòng tiền lại đổ qua CoinTop và dẫn đầu là BNB. Thì nó mới thấy BNB tăng đến 600 đô, XRP tăng đến 1,5 đô, ADA tăng đến tầm 2 đô, và sau đó nó dừng lại vì cú crash của Bitcoin. Và sau đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đón một cái trend là đây một cái trend là NFT do AES lead một cái sóng như vậy đó. À quên nữa chứ, sau khi Bitcoin đi ngang như vậy thì trước trước cái coin top như vậy thì chúng ta đến một cái trend là trend của những đồng Ethereum do Ethereum dẫn sóng như vậy nữa, thì sau đó chúng ta mới có một cái cú crash, và hiện tại chúng ta đang nằm ở là trend NFT. Thì cái kinh nghiệm của mình là khi những cái trend đó vừa đến, anh em có thể thấy được rằng là đầu những cái trend đó sẽ có những cái con coin mà nó sẽ lead những cái sóng như vậy, và những cái con coin đó nó thuộc những cái phạm vi nào trong lĩnh vực này, nó thuộc phạm vi DeFi, nó thuộc phạm vi Oracle, nó thuộc phạm vi là những đồng coin top, những đồng coin cổ trước đây mọi người không quan tâm đến, hay là nó thuộc là dòng NFT, hoặc nó thuộc bất kỳ những cái lĩnh vực nào trong blockchain. Thì chúng ta hãy để ý rằng là những con khi mà nó tăng mạnh đột ngột mà nó trong cái phạm vi đó thì nó sẽ lift những con sau đi theo trong cùng một phạm vi. Thì đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn đưa đến cho anh em. Và Chromia này thì đội ngũ của bên mình sẽ đưa ra một cái video phân tích kỹ càng hơn về cái con này đến cho anh em, để anh em có thể nghiên cứu nó để hiểu thêm về nó và nền tảng của nó như thế nào. Ok, vậy là video lần này của mình đến đây là đã hết rồi. Và mình hy vọng rằng là những cái thông tin trong video này mình truyền tải đến cho anh em có thể mang đến cho anh em một cái nhìn nó hữu ích hơn, nó bổ sung hơn cho anh em về mặt kiến thức cũng như là mặt cách nhìn nhận và phân tích những cái vấn đề trên thị trường tổng quan nó như thế nào. Ok, vậy hẹn gặp anh em ở video lần sau. Xin chào anh em. Bye bye.